Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khô Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series Bắc Cua trong GTA Nam Hà. Vâng, và mình đang có mặt ở trong một cái map có tên là Off-Road. Và ngày hôm nay mình sẽ bắt cua bằng cái con xe Off-Road này ha các bạn. Một loại xe nó cũng bằng tuổi với lại cái con Trophy Trúc mà ngày hôm bữa mình có bắt cua các bạn ạ. Nhưng mà con này là con khác nha, khác hoàn toàn ha. Đó, các bạn thấy không? Con này thì nó bọc khung nhìn chắc chắn hơn Trophy Trúc. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ bắt cua với nó nha. Ok, và vô map thôi các bạn ạ. Rồi, vô thôi. Và vâng, thì việc đầu tiên thì bạn nào chưa like, chia sẻ cái video này thì hãy nhớ like, chia sẻ video này giúp mình nha. Tại vì hiện tại mình đã bị mất đề xuất thì mình cũng mong muốn các bạn là hãy chia sẻ cái video này ha. Đó, ok. Giống như kiểu bây giờ tôi làm lại từ đầu các bạn ạ. Đó, nói thẳng lại luôn ha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cua xe nó là không lốp nha các bạn. Ok. Nhưng mà trước khi bắt cua bằng không lốp thì mình thấy là cái map này nó cũng khá là ngắn. Đó, vì thế mình sẽ bắt cua bằng xe có lốp trước. Và sau đó mình sẽ bắt cua bằng xe không lốp sau nha các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn xem mình bắt cua bằng xe không lốp á, thì có thể skip qua ở dưới cái phần đấy, các bạn thấy không? Đó, ấn vô chính xác điểm vàng đấy ạ, ở giây thứ bao nhiêu đấy là nó sẽ đưa các bạn đến cái video mà mình bắt cua bằng xe không lốp nha. Ok, rồi bây giờ để mình test xem coi con xe này là nó có nổ lốp được không đã các bạn ạ. Ok, rồi nổ được nha các bạn, nổ được này. Đó, nổ được nha, đó, tí nữa chúng ta sẽ bắt cua bằng xe không lốp. Ok, bây giờ test xem coi bốn bánh có nổ được không. Ok, nổ được nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ spam lại để cho xe nó hồi phục lại sức mạnh của nó ha các bạn. Rồi, vâng, và thôi, 3, 2, 1, go đi nào. Ok, bắt cua bằng có lốp trước và sau đó sẽ bắt cua bằng không lốp sau. Xem coi nó sẽ như thế nào. Và hiện tại là mình đang đi off-road ở trên đỉnh núi cao nhất và đang đi xuống các bạn ạ. Không biết tí nữa bắt cua bằng không lốp sẽ như thế nào đây. Ok, 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 đi nào. Và mình thấy á, trên Facebook mình có đăng lên một cái status là thí nghiệm nhỏ nhỏ nhưng mà mình không thấy ai comment tên hết đó. Không thể thấy một ai comment tên hết nên mình quyết định là mình vẫn sẽ làm thí nghiệm nhỏ nhỏ ha. Nhưng mà tên thì không biết là đặt tên cho ai luôn. Đó, nên mình quyết định là mình vẫn làm nhưng mà mình sẽ không đặt tên ha các bạn. Ok. Và mình mong là các bạn hãy theo dõi Facebook của mình. Đấy, Facebook trang cá nhân của mình là facebook.com/ngobaokhoi. NBK viết hoa nha. Ok. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ ôm cua qua những cái pha này. Này có mấy cái quả bóng bowling nữa các bạn ạ. Không biết là tí nữa bắt cua không lốp nó có qua được cái đoạn đường off-road này không. Không hề biết được. À, mình thấy là bắt cua xe có lốp nó đã khó rồi. Ôi, không kịp rồi. Một pha bẻ lái qua chướng ngại vận động nhưng mà không kịp rồi các bạn ạ. Phải chờ nó qua lại đây ha. Ok, đi nào. Thôi, đi thôi. Rồi, ok, ngon lành, rồi. Biết tí nữa bắt cua không lốp sẽ như thế nào đây. Mình vẫn đang tự hỏi, đấy. Ôi, wow, phê thế. Wow. Một pha bẻ lái rất là chuẩn. Bay rất là chuẩn luôn. Và chúng ngay cái chỗ này. Không va vào cái chỗ này là coi như là SML ra rồi. Té rồi đấy. Ok, pha này để mình chạy qua đây luôn. Rồi, tuyệt vời. Chạy vậy chúng ta đỡ phải phá những cái bức tường kia. Nhưng mà lần này cũng phải phá thôi các bạn ạ. Tại vì không có đường nào để đi nữa. Ok, tiếp tục nào. Vâng, và đây là một pha tông vô những cái thùng ha các bạn. Những cái thùng xốp ấy. Đó, mình vẫn không biết là làm sao mà một con xe mà không có lốp thì nó sẽ làm sao đây. Đi qua cả những cái hàng rào mini này nữa các bạn ạ. Không biết tí nữa là nó có đi nổi không nữa thì không biết nha. Đó, các bạn nhớ đón xem nha. Ok, giờ đón xem mình bắt cua bằng không lốp bằng cái con xe này ở trong cái map này nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình đi. Bây giờ chúng ta sẽ có một pha off-road qua đoạn đường lượn sóng. Đó, đoạn đường giống kiểu sóng biển ấy. Ok. Mình thì thực sự mình không dám đi nhanh tại vì đi nhanh sợ sấp mặt ra. Cái đoạn đường này nó chỉ rộng khoảng tầm 3 mét thôi. Đấy, mà đi nhanh nữa là không biết là đi nổ không. Rồi. Quả tông với cái quả bóng này, wow, một pha lên dốc như thế này. Mình nghi ấy là tí nữa mình bắt cua bằng xe không lốp thì nó sẽ không lên dốc nổi luôn đấy các bạn ạ. Ok. Rồi, đi nào, tiếp tục. Chỗ này chúng ta đi nhanh được một tí này các bạn ơi. Rồi, nó lạnh. Vâng, tiếp theo là một pha ôm cua. Mắc tốc độ luôn, tại vì chúng ta đang có lốp mà. Tí nữa không lốp thì đi chậm cũng được, nhưng mà đang có lốp thì các bạn mắc tốc độ cho mình.
ok, tiếp tục lên đây. Ôi. Ôi vãi trưởng. Đi được không vậy? Vãi trưởng, kẹt luôn rồi. Một pha đi bằng hai lốp xe nhưng mà con xe đã bị giữ thăng bằng ở trên đây rồi. Ok, để mình spam lại nha. Wow. Chỗ này chúng ta phải đi chậm lại ha các bạn. Tại mình không biết cái đường đua á. Cái là coi như là mình phóng luôn. Ai ngờ nó lại có một cái chỗ chướng ngại vật đi chậm ở chỗ đấy. Ok. Chỗ nào? Để dốc rồi. Chỗ này chúng ta sẽ đi từ từ ha, để qua cái chướng ngại vật đi bằng hai lốp xe đó ha. Ok, đi nào. Ok. Như chắc hẳn các bạn cũng biết là ngày hôm qua mình cũng khá là buồn. Đáng lý ra là ngày hôm nay mình sẽ bắt cua bằng xe ngày hôm qua mình sẽ bắt cua bằng xe không lốp vào ngày hôm qua luôn. Nhưng mà hôm qua mình buồn quá nên là mình không bắt cua được. Thì nếu mà các bạn quan tâm đến mình thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Tại vì kênh mất đề xuất là một cái rất là khó khăn đối với mình các bạn. Giống như kiểu là mình sẽ phải làm lại từ đầu, từ con số 0 các bạn ơi. Đó. Và dần dần phải làm lại cho đến khi nào kênh nó lại phát triển lại như cái hồi hoàng kim của nó ha các bạn. Ok, mình sẽ cố gắng. Ok, rồi bây giờ off rock vào đây. Ui giời. Bãi trưởng lùi lại. May quá, ok. Và tiếp theo chúng ta có một pha là bắt cua qua đoạn đường đi bằng hai lốp xe. Nhưng mà lần này chướng ngại vật nó rất là khác thường. Chướng ngại vật là những cái ghế các bạn ạ. Những cái hàng ghế nó chồng xếp lên nhau và nó tạo thành cho chúng ta một cái đường đua. Sorry các bạn ha. Mình đang bị cảm các bạn ơi nên là ho. Ok rồi. Tiếp tục nào. Vâng. Ok, rồi đã qua được cái chỗ đấy. Chỗ đấy thì qua dễ thôi các bạn ơi, nhưng mà không biết tí nữa là bắt cua bằng không lốp là có qua nổi hay không nữa. Pha này không nên chạy nhanh các bạn. Ok, một pha đi qua những cái ống cống và đi xuống siêu dốc và tới đích luôn rồi nha các bạn. Ok, xong cái siêu dốc này là lên tăng tốc là tới đích luôn. Một đoạn đường 90 độ. Không biết là tí nữa không lốp nó có bay nổi không. Ôi rồi, xong rồi. Thôi xong rồi các bạn ơi. Checkboy ở chỗ này không biết ra đây ăn được không ta, để mình thử nha. Ôi rồi, xong rồi. Lọt lỗ luôn. Vãi trường, lọt lỗ rồi. Ok, đi lại. Pha này hơi lỗi tí. Thấy checkboy cuối rồi, thấy cái đích rồi mà lại té, bị lọt lỗ các bạn ơi. Không ngờ là lại lọt lỗ được nữa cơ. Không ngờ luôn. Ôi, lùi lại. What the fuck. Không đi được luôn. À rồi, được. Vẫn đi được nha các bạn. Ok. Mình cứu vãn được cái tình hình. Đoạn đường off-road này nó cũng khá là khó khăn ha. Ok, chúng ta phải căn tốc độ rất là chuẩn khi mà qua cái đoạn đường này. Nếu mà chậm quá thì nó sẽ bị tăng đơ giống như vừa nãy. Nếu mà nhanh quá là coi như mất lái là lao xuống vực luôn. Ok, và cái pha này nữa. Rồi, đi lên đây nào. Cái pha này mình cũng khá là thích ở trong cái map này các bạn ơi. Nhìn nó đã vãi. Nhưng mà không đi nhanh được các bạn ơi. Đi nhanh sợ nó bị lọt bánh á, cái là nó té luôn. Ôi giời, rất là dễ lọt bánh. Mặc dù nhìn cái ghế này là nó giống như kiểu là nó đã bảo vệ mình một cách rất là chuẩn xác ha. Nhưng mà mình sợ nó lọt bánh giữa. Ok, ông cua qua. Rồi, gần qua được rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục là xuống một cái dốc nho nhỏ. Và đi trên một cái ống cống. Một hàng ống cống luôn chứ không phải một cái nha các bạn. Mình nói lộn các bạn ơi. Một hàng này mình không biết là bao nhiêu cái nhưng mà chắc cũng phải hơn 30 cái á. Ok rồi, xuống siêu dốc. Lần này cố gắng phóng và ăn checkboy luôn nha. Tăng tốc hết cỡ lên. Cái pha đi bằng lốp này nó đã khó khăn rồi. Không biết tí nữa cái pha mà bắt cua không lốp thì nó sẽ như thế nào đây. Ok, để xem coi thời gian là bao nhiêu phút nha các bạn. 8 phút 36 giây các bạn ạ. Ok. Vâng. Tiếp mục tiếp theo chính xác là tiếp mục bắt cua bằng xe không lốp. Ok. Vâng, thì hiện tại là mình đã vô map rồi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt cua bằng xe không lốp. Và ok, go. Đầu tiên thì chắc chắn là sẽ phải phá lốp rồi ha. Nhưng mà trước khi phá lốp thì mình nói luôn là mình sẽ show cái thời gian lên ha các bạn. Đấy, các bạn thấy cái thời gian ở dưới góc màn hình không? Đó, ok, rồi bây giờ bắn lốp đây.
Mình sẽ bắn hết 4 cái lốp này luôn nha các bạn. Và hiện tại là nếu mà mình bắn xong là lốp nó sẽ xì. Chắc chắn là như vậy rồi ha. Đó, và lốp xì thì nó vẫn chưa phải là không lốp. Vì thế chúng ta sẽ phải đi một đoạn để cho nó nổ cái lốp đi. Vì thế nó mới gọi là bắt cua bằng xe không lốp nha các bạn. Ok. Wow, sao mẹ nó không nổ thế này. Bắn được phát ăn được một cái checkpoint rồi mà không nổ luôn. Off-rock xuống đây mà không thèm nổ lốp luôn các bạn ạ. Rồi ok, nổ lốp rồi. Wow. Wow, lần này mình để ý là cái lốp con xe của mình nó màu xanh lá cây luôn các bạn ạ. Oh, hay nhờ. Không phải cái mâm xe chứ mình nó lộn à. Cái mâm xe của mình ấy nó đã chuyển thành màu xanh lá cây rồi. Wow. Thấy như là map vừa nãy mình chơi là mình nhớ là lốp nó là màu nhôm. Và bây giờ tự nhiên nó thành màu xanh lá cây luôn. Rồi, chém chết này. Vâng. Ok, bây giờ chúng ta bắt cua nha. Đầu tiên chúng ta sẽ qua những cái tấm ván G này ha. Rồi, đi qua nào. Ui giời, trơn vai. Qua mấy cái điểm G này mà cảm giác rất là trơn luôn các bạn ạ. Ok, và bây giờ là một cái dốc nhỏ nhỏ. Và không biết là không lốp thì nó có lên nổi cái dốc này không à. Ok, lên nào. Wow, không lên nổi luôn, lên trơn được bạn. Ok, lên. Đúng rồi. Tuyệt vời, lên nổi luôn chứ vãi các trưởng nhờ. Xe này mẹ có võ à. Ghê vậy, lên nổi luôn chứ. Ok, tiếp tục là lượn lách lên lẹo qua những cái trái bowling này. Wow, chất. Xe này chất vãi các bạn. Mình không thể tin nổi là nó lại lên được cái dốc đấy mà không cần đến lốp luôn á. Ok, bắt cua tiếp nào ha. Và tiếp tục là ông cua qua bên này. Rồi, ngon lành rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ chứng ngại vận động để chúng ta có thể bắt cua qua bên kia nha. Ok, qua nào. Ok, qua luôn. Qua thôi. Ui giời, qua luôn. Rồi, tuyệt vời. Một pha rất là hay của Khô Michael. Tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu là bay. Phanh lại. Ui giời. Lái cả phanh nào. Wow. Các bạn thấy cái gì không? Trời ạ. Cái con xe này nó đi mà nó cạ một cái nền đường đua của chúng ta. Nó tạo ra cái vết nứt đấy các bạn. Nhìn rất là hay. Ok, giờ qua điểm G khủng lô nào. Qua luôn. Ồ, xe chất vãi nhờ. Ok, đâm tường, ăn checkpoint. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ có một pha là off-road qua những cái điểm G này nha. Ok, bắt đầu chạy nhanh nào. Wow, tuyệt vời luôn. Rồi, đâm qua những cái thùng. Wow, đâm được nha các bạn. Không có lốp vẫn đâm được. Mặc dù có lốp là nó đâm rất là ngon, nhưng mà không lốp nó đâm nó còn ngon hơn cả có lốp. Wow, qua những cái thứ này luôn. Xe đi nó rất là đầm các bạn ạ. Ui giời, vãi cả trưởng, đẩy luôn. Qua điểm G. Xe này chất vãi nhờ. Ok, bây giờ off-road qua đường đua lượn sóng nha. Một con xe đua off-road rất là chất luôn các bạn ạ. Wow. Rồi, bắt đầu là những cái đường lượn sóng nó sẽ dốc hơn một tí. Liệu con xe này nó có qua hay không? Wow, kia một là một cái siêu dốc mini. Ok, đi nào. Phóng nhanh, max tốc độ để có thể lên được cái dốc này. Lên nào. Wow, tuyệt vời, lên được luôn. Xuống dốc. Đâm vô trái bóng, lên tiếp. Chất chơi thật, một con xe rất là chất luôn các bạn ạ. Không thể tin nổi là nó lại qua. Ủa sao chỗ này nó lại không qua được? À, qua được. Mình tưởng cái chỗ đấy nó không qua được chứ các bạn, nhưng mà nó vẫn qua được. Xe vô cùng chất chơi luôn. Qua. Ok, ăn chiếc bòi. Wow. Phanh cũng rất là ăn. Tội là nó hơi trơn tí nhưng mà cũng khá là ok. Wow, và mình thấy là cái thời gian nó còn nhanh hơn cả cái xe có lốp luôn các bạn ạ. Đó, mới có 4 phút bao nhiêu mà đã gần kết thúc cái cuộc đua này rồi. Thì cái map đầu mình cũng nói rồi đấy. Là cái map này là một map đường ngắn nên mình sẽ chơi hai thể loại ha. Thể loại đầu thì các bạn cũng biết là gì rồi. Và thể loại 2 là chính xác là không lốp đây ha. Ok, thì các bạn thích mình chơi thể loại nào thì nhớ comment giúp mình nha các bạn. Đấy, thích mình điều khiển cái con xe nào không lốp nữa thì cứ comment giúp mình nha. Đó, hôm bữa thì có bạn comment con Bugatti. Nhưng mà Bugatti thì mình nhớ là mình đã làm một cái tập khá là lâu rồi. Tập về con Bugatti ấy, rất là lâu rồi. Và mình mong là các bạn cũng
ghé qua cái clip đấy của mình và like và chia sẻ giúp mình nha. Tại vì hiện tại kênh của mình đang bị mất đề xuất mà ha. Mình rất là cần cái sự ủng hộ của các bạn ạ. Bằng cách là chỉ cần bấm vô chia sẻ và bấm chuông giúp mình thôi. Cộng với lại đăng ký nữa. Đó, rất là đơn giản vậy thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là qua đây. What the fuck. Rồi xong, kẹt luôn. Một pha vô cùng chủ quan của mình khiến mình bị kẹt ở chỗ này rồi, không điều khiển được luôn các bạn ạ. Ok, sửa bam lại nha. Sorry mọi người nhá, mình vẫn đang bị ốm các bạn. Đó, lý do là mình không ra video mấy ngày nay là mình đang bị ốm. Đó. Có ngày hôm nay là mình cảm giác là một cảm giác không nổ lốp luôn vậy. What the fuck, từ từ, tí nữa mình bắn lốp đấy sau nha. Ủa, lốp sau này nổ được mà sao lốp này không nổ nhờ. What the fuck. Từ đổi xuống khác coi. Cái lốp này trâu vãi không nổ lốp này các bạn ơi. Cái con xe này bị cái vấn đề gì rồi, không nổ lốp được đằng trước này luôn. Vãi cả trưởng không nổ được luôn các bạn, không xì luôn á. Ủa bị sao vậy, từ để mình thử dùng đạn 6 nòng coi. Ê chết rồi, mình không mang 6 nòng ra đây các bạn ạ. Đây để mình thử dùng shotgun nha. Bắn mà không nổ được cái lốp vậy. Nổ chưa ta? Hình như là chắc là nổ rồi hay sao các bạn ạ. À nổ rồi. Nổ rồi mà mình không nghe tiếng nổ lốp nên mình cứ tưởng là nó chưa nổ. Ok, bây giờ mình sẽ làm cho nó nổ hẳn cái lốp ra để thành xe không lốp nha các bạn. Cái chỗ này nó hơi lâu thì mong các bạn thông cảm cho. Tại vì xe nó còn có một cái tác động nho nhỏ đến con xe thì nó mới có thể nổ cái lốp được. Nó chính xác là đi lùi và đi xuôi. Đấy. Vẫn chưa nổ các bạn ơi. Wow. Sao không nổ được cái lốp vậy? Ok, nổ rồi nha. Rồi, đã nổ hết rồi nha các bạn. Rồi, mình sẽ đi tiếp đây. Mong là lần này sẽ thành công. Cái điểm chỗ này, những cái dốc nhỏ nhỏ này nó tạo ra một cái đường đua mà cảm giác rất là khó chịu và ức chế nếu mà chúng ta không biết cách đi. Ôi giời, lại mắc kẹt nữa. Lùi lại. Ok, vẫn lùi lại được. Cái chỗ này chúng ta phải đi một cách rất là thận trọng các bạn ạ. Rất là dễ bị mắc kẹt ở cái đoạn đường dốc nhỏ nhỏ này. Đây là những cái tấm ram mà nó tạo thành một cái đường đua các bạn. Đó, vì thế nó sẽ có một cái điểm gọi là điểm lõm. Đó, nếu mà chúng ta vướng phải cái điểm lõm đấy thì nó sẽ bị mắc kẹt cái con xe luôn nha các bạn. Vì thế chúng ta phải đi rất là cẩn thận. Ok, quan nào. Ôi, trơn vãi luôn các bạn ạ. Cái chỗ này nó vừa trơn mà lại vừa dễ bị mắc kẹt nữa. Ok đi nào. Rồi còn 3 tầm nữa là chúng ta sẽ qua được cái những cái ram đường đua này nha. Ok qua. Rồi tiếp tục là một pha mắc cua lên cái thứ này. Hiện tại là mình thấy thời gian của mình là 8 phút 30 giây rồi. Và không biết là theo mình nghĩ thì sẽ bắt cua bằng xe không lốp thì nó sẽ nhiều thời gian hơn là bắt cua bằng xe có lốp các bạn ạ. Có lốp chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn không lốp rồi ha. Và hiện tại là mình thấy nó lâu hơn rồi đấy. Tại vì sắp sửa 9 phút tới nơi rồi. Mình nhớ là cái map kia mình bắt cua chỉ có 8 phút mấy thôi. Ok. Kia là một đoạn siêu dốc mà không biết là tí nữa cái con xe này nó có đi nổi quan hơn không nữa các bạn ạ. Tại vì mình rất là ớn luôn. Tại vì xe không lốp mà ha, nó sẽ rất là trơn trượt. Có khi vừa xuống cái là nó trượt ra khỏi cái đường đua luôn đấy các bạn ạ. Ok, đi qua những cái ống này mình đã có cảm giác là rất là trơn rồi. Giờ đi xuống cái này coi. Ok đi nào. Ok. Này gọi. Đi lên đây. Ăn tăng tốc. Lên được không? Vãi trưởng không lên được các bạn ạ. Té luôn rồi. Ôi giời, té rồi các bạn ơi. Để loại trừ cái biện pháp mà bắn nổ lốp thì mình sẽ dùng teleport nha các bạn. Đó, vậy cho nó nhanh. Mặc dù cái pha vừa nãy là nó hơi lâu một tí, nhưng tại vì mình không nhớ cái đường đua các bạn đấy. Nhưng mà đảm bảo các bạn những cái pha sau nó sẽ nhanh hơn, tại vì mình đã nhớ được rồi. Ok, bắt đầu là qua những cái thứ này. Wow, chỗ
này chúng ta cũng có thể đi nhanh được cái chứ. Không phải đùa đâu. Nhưng mà phải rất là cẩn thận. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là nó sẽ mắc kẹt ở cái chỗ lõm lõm này á. Ok ok. Rồi, pha này mình cảm giác là mình đi nhanh hơn. Ok, rồi bây giờ ta sẽ qua cái chỗ này nha. Những cái ghế xếp thành một cái đường đua đi bằng hai lốp xe. Mặc dù không có lốp nhưng mà con xe này cũng có thể đi được trên cái đường đua này. Ok ok, qua nào. Rồi. Thì đến đây. Mình ớ là nó sẽ không lên được cái dốc 90 độ kia các bạn ạ. Rất là ớn lạnh luôn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình lên được cái dốc đấy nha. Cố gắng một cách hết cỡ, hết sức, hết công lực. Ok, rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi xuống dưới đây lạ. Ok, đi thôi. Wow. Ôi giời ơi, không lên được các bạn ơi. Cảm giác cái chỗ này nó đi khó vãi chưởng luôn. Ôi, xém nữa là mắc kẹt. Mắc kẹt nữa là ăn mắm luôn á. Ok, đi nào. Đã gần 14 phút trôi qua rồi mà mình vẫn chưa qua được cái khúc checkpoint cuối này các bạn ạ. Nó gắt nhất là cái chỗ siêu dốc kia kìa các bạn ơi. Nó không lên nổi á. Đó, một con xe không lốp không thể nào mà lên nổi được cái dốc 90 độ kia kìa. Đó, các bạn thấy không? Việc đi xuống cái dốc 45 độ, cái dốc này là đen đen kia kìa. Đấy, nó đã là một cái điều rất là khó khăn rồi. Tại vì con xe nó rất là trơn trượt. Nó rất là dễ bị trượt ra khỏi cái đường đua các bạn. Đó, rất là khó luôn. Ok, đi nào. Cái khúc này mình cũng cảm giác rất là khó rồi này. Những cái ống cống này này. Đó. Ok, rồi. Đi lại chỗ này nha. Rồi, đi thôi. Để nó cứ bị trơn nghiêng nghiêng qua một bên đấy các bạn ơi. Lên. Ok, lên được rồi. Yeah. Về đích nào. Ok, đã lên được các bạn ơi. Giờ chúng ta chỉ còn mỗi cái đích nữa thôi. Sắp xong cái map rồi. Thời gian có thể là 15 giây, ok. Đi nào. Yeah, vượt map rồi nha các bạn. Và thời gian của mình chính xác là 15 phút chứ không phải 15 giây. Vừa nãy mình nói lộn nha các bạn. Không, thời gian chuẩn là 14 phút 51 giây nhưng mà mình quy tròn lại thành 15 giây nha. Ok, đó chuẩn nhất rồi nha. Ok, vâng. Và chắc có thể là cái video này cũng khá là dài rồi. Tại vì ngày hôm nay mình làm tới tận 2 map. Không phải 2 map, là 1 map mà hai thể loại khác nhau các bạn. Đó, thì nếu mà các bạn thích video này của mình, ủng hộ mình ấy, thì hãy nhớ like, chia sẻ video này giúp mình nha. Đặc biệt là hãy đăng ký channel của mình và bấm chuông nữa nha các bạn. Ok, thì bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye. Ciao. I feel better.